mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 4 từ câu 5 đến câu 42. Khi Đức Giêsu đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống." Lúc đó, các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao?" Quả thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị, cho tôi xin chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống." Chị ấy nói: "Thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng nước này? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này sẽ lại khát, còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời." Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người phụ nữ lại nói: "Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo, Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa." Đức Giêsu phán: "Này chị, hãy tin tôi, đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người cũng phải thờ phượng trong thần khí và sự thật." Người phụ nữ thưa: "Tôi biết đấng Mê-si-a gọi là Đức Ki-tô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi sự thật." Đức Giê-su nói: "Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Vậy, khi đến gặp người, dân Samari xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: "Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian." Bài tin mừng kể lại một cuộc gặp gỡ nhìn qua rất bình thường giữa một người khách bộ hành khát nước và một người phụ nữ đi múc nước. Người phụ nữ Samari mỗi ngày ra giếng kín nước. Giếng Gia-cóp sâu 39 mét, nên việc múc nước cho người và gia súc uống rất khó nhọc. Tại Palestine, một đất nước khô khan cằn cỗi, thì nước cũng quý hóa như lúa, như gạo. Nước là nguồn sống cơ bản của con người. Dân Israel ngày xưa đi trong sa mạc, không có nước uống, đã cảm thấy cái nguy sắp phải chết, nên đã kêu trách ông Mô-xê. Bài đọc 1 kể lại cho chúng ta lời trách móc đó: "Ông đưa chúng tôi ra khỏi Ai Cập để làm gì? Có phải là để chúng tôi, con cái chúng tôi và súc vật của chúng tôi bị chết khát hay không?" Thế nhưng cuộc gặp gỡ bên bờ giếng Gia-cóp lại thật lạ lùng. Sau một cuộc hành trình xa dưới nắng nóng, mệt mỏi, Chúa Giê-xu khát nước, đến giếng nước và gặp người kín nước. Giếng nước cũng có liên hệ tới vài câu chuyện trong Cựu Ước.
ở miền cận đông thời xưa, giếng nước là nơi tốt nhất để gặp gỡ. Sách Sáng Thế cho ta thấy hai ví dụ cũng xảy ra ở giếng nước, đều đánh dấu một biến cố quan trọng trong lịch sử của dân Israel. Người lão bộc của ông Abraham gặp cô Rebecca và trao nhẫn cưới, hỏi vợ cho Isaac. Và ông Jacob đã gặp cô Rachel tại giếng nước và nên duyên vợ chồng. Chúa Giêsu cũng mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin. Xin uống nước là tạo dịp gặp gỡ, là bắt một nhịp cầu qua vực sâu ngăn cách của hai dân tộc Samari và Do Thái vốn dĩ đã thù ghét và xa lánh nhau từ ngàn xưa. Chẳng ai hiểu nổi một bậc thầy như Chúa Giêsu lại có thể nói chuyện và xin nước một người phụ nữ Samari. Chúa Giêsu đã phá bỏ những hàng rào ngăn cách để xây dựng một cuộc đối thoại đích thực và bình đẳng. Khát nước và xin nước uống là một điều tự nhiên bình thường. Nhưng ở đây không phải Chúa khát nên xin nước uống, mà chỉ là dịp để Ngài đề cập đến một vấn đề quan trọng hơn. Chúa muốn nói với người phụ nữ rằng, chính chị là người đang khát, và Chúa cũng muốn nói cho chị biết, Ngài là ai, là người sẽ làm cho chị hết khát. Ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Từ việc xin nước uống, Chúa Giêsu đã cho người phụ nữ Samari biết Ngài là đấng cứu thế đang khao khát nhân loại. Bài tường thuật cho thấy một quá trình thay đổi nhận thức của người phụ nữ về Chúa Giêsu. Trước hết, chị ta nhận thấy Chúa Giêsu là một khách bộ hành lạ mặt, một người Do Thái. Nhưng khi Chúa Giêsu tỏ ra thấu hiểu cuộc đời riêng tư của chị, thì chị nhận ra đó là một vị ngôn sứ. Nhưng đến cuối câu chuyện, chị được biết thêm Ngài là đấng Kitô. Và sau cùng, dân làng Samari tuyên xưng, người thật là đấng cứu độ trần gian. Người phụ nữ Samari cũng thay đổi trong ngôn ngữ khi nói chuyện với Chúa. Lúc đầu, chị gọi Chúa Giêsu là ông, kế đó là thưa Ngài, rồi từ việc nhận thức Ngài là một tiên tri đến việc Ngài là đấng thiên sai. Khi khám phá được con người của Chúa Giêsu, người phụ nữ Samari cũng khám phá ra được thứ nước mà Ngài muốn ban tặng. Lúc đầu, khi nghe nói đến nước, người phụ nữ chỉ nghĩ tới thứ nước trong giếng Jacob. Nhưng rồi, từ thứ nước bên ngoài ấy, Chúa Giêsu đã dẫn người phụ nữ đi tìm thứ nước nằm ngay trong lòng con người. Thứ nước đem lại sự sống đời đời, và thứ nước ấy chính là thần khí và sự thật. Người phụ nữ Samari không còn quan tâm đến giếng nước và vò nước nữa. Chị chạy một mạch về làng, thông báo về việc nước hằng sống vừa khám phá. Đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Mọi người tin lời chị, họ đến gặp Chúa Giêsu và họ cũng tin Chúa. Sau khi gặp Chúa Giêsu, người phụ nữ và dân làng đã tin và làm chứng cho Chúa. Chị đã dẫn đưa bà con trong làng đến gặp Đức Giêsu, nguồn nước hằng sống. Và dân làng sau khi gặp Chúa đã xin Chúa ở lại với họ. Và dân hoan hô tuyên xưng rằng, không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là đấng cứu độ trần gian. Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô so sánh ơn Chúa Thánh Thần với một thứ nước kỳ diệu mà Thiên Chúa đổ vào lòng các tín hữu, đó là Thánh Thần tình yêu. Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần người ban cho ta. Nước hằng sống mà Chúa Giêsu ban tặng chính là Thánh Thần tình yêu. Từ nay, nhân loại thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Thật vậy, nơi dễ gặp gỡ Thiên Chúa nhất chính là cung lòng của mỗi người chúng ta. Không gì linh thánh bằng con người hay tâm hồn của con người, vì con người là hình ảnh của Thiên Chúa
và cũng không nơi nào linh thiêng bằng cung lòng của con người. Có thể gặp được Thiên Chúa ở ngay trong cung lòng mình thì mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa trong thánh thể, trong nhà thờ, trong tha nhân, trong thiên nhiên. Thiên Chúa ở ngay trong cung lòng mình mà mình không gặp được thì mong gì gặp được Thiên Chúa ở bên ngoài. Thánh Augustino đã từng than thở: "Con đã đi tìm Chúa ở ngoài con, nên con đã không gặp được Chúa của lòng con." Muốn thật sự gặp gỡ Thiên Chúa, con phải gặp Ngài trong sự thật. Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của sự thật. Vì thế, người không gian dối. Nhưng nếu chúng ta không thành thật thì không thể gặp được Ngài. Lời mặc khải của Chúa Giêsu bên giếng Gia-cóp mời gọi chúng ta hãy tôn thờ Thiên Chúa ba ngôi, thờ phượng trong thần khí là thờ phượng theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, thờ phượng trong sự thật là thờ phượng với tâm tình kết hợp với Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Hãy tin vào Chúa Giêsu để lãnh nhận nước hằng sống, hầu mang lại sự sống đời đời là chính Chúa Thánh Thần, tình yêu của Thiên Chúa. Tin là gặp gỡ Chúa Giêsu như người phụ nữ Samari và những người đồng hương của chị đã gặp và đã khám phá ra nguồn nước trường sinh. Nếu tin vào Chúa Giêsu là điều kiện cần thiết để được ơn cứu độ, và niềm tin ấy là hoa quả của Thánh Thần. Con người có niềm tin viên mãn cũng là con người đầy Thánh Thần. Sứ vụ của Thánh Thần là củng cố, làm cho niềm tin phát triển và trở nên viên mãn. Thánh Thần làm cho chúng ta trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô là con Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khao khát, tìm kiếm và sống các mầu nhiệm đức tin trong cuộc sống hằng ngày. Amen. Biết mấy năm rồi hồn con đã phu tình Chúa, biết mấy năm trường lòng Chúa khát khao mong chờ. Chiếu mến cuộc đời tâm hồn đắm trong buồn nhớ, ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mờ. Hãy đón con về, về nơi thánh tâm mạch sâu. Dù hết tội đời, cho hồn trinh khiết sạch trong. Ôi Chúa Giêsu, nghe lời thong thiết khấn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu. Biết mấy lưỡi đồng hồn con đã đâm tình ai, biết mấy đành sầu còn đóng chân tay Chúa trời. Chúa vẫn nhân từ mong chờ thứ tha tội con. Con những vô ơn để lòng Chúa những heo mòn. Hỡi Chúa nhân lành, nay con khóc than tội lỗi, đón đưa con người quay về với thanh tình cha. Ôi Chúa Giêsu, nghe lời thong thiết khấn cầu.
tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu. Nước mắt tràn hòa, hồn con ngước lên nhìn Chúa, khóc lóc đau thương, tội lỗi xưa nay xin chừa. Dứt hết tội tình, băng hồn đến nơi tình yêu, tắm nước trong lành, cho đời hết kiếp tiêu điều. Hãy đón con về, về nơi thánh tâm từ ai, giúp sức cho con vững lòng chiến đấu từ đây. Ôi Chúa Giêsu, nghe lời thông thiên khấn cầu, tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những u sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu. Đáp đền lòng thương suốt đời ca khen tình yêu.